xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Vì một từ tiếng lóng mà Jihoo Six gặp sự scandal lớn nhất trong sự nghiệp. Sau khi chuyện hẹn hò giữa Jihoo và Kang Daini đã dịu lại và bắt đầu được fan chấp nhận, thì chẳng ngờ sự cố mới lại ập đến với Jihoo. Mọi chuyện bắt đầu khi Jihoo tham gia nhóm chat với fan và giải thích về việc cô nàng thoát ẩn thoát hiện trong lễ trao giải MAMA 2019 ở Nhật Bản. Khi này Jihoo không lên sân khấu nhận giải thưởng cùng Street, có lúc rời khỏi vị trí ngồi do bị ốm. Jihoo viết, mọi người bàn tán về việc mình không lên sân khấu MAMA, dường như có một số kẻ gây chuyện đang lèm bèm về chuyện này, nên mình phải giải thích rằng khi đó mình bị ốm, những người đó chắc hẳn đang vui vẻ vì có cớ để chỉ trích mình. Nhưng mình đâu thể làm được khác khi mình rất ốm. Vấn đề ở chỗ Jihoo lại dùng cụm từ lóng, lèm bèm, lải nhải, cầu nhau khi nói về những người cứ thắc mắc về chuyện cô vắng mặt ở lễ trao giải MAMA 2019. Với người Hàn, từ lóng này thường dùng khi muốn chế giễu coi thường ai đó, và việc Jihoo sử dụng đã khiến cư dân mạng tranh cãi dữ dội. Nhiều người cho rằng Jihoo là nhóm trưởng của Twist mà lại nói năng không đúng mực, nhất là còn đang trò chuyện với các fan. Rất nhiều bình luận tiêu cực đã đổ dồn về Jihoo, nhưng họ chỉ quan tâm vì sao Jihoo vắng mặt và cô ấy lại gọi họ là kẻ thích gây chuyện. Cô ấy mượn chuyện giải thích để chế giễu người khác thôi, các câu nói chuyện không ổn chút nào, hình ảnh của Jihoo tan vỡ thật rồi. Khán giả có quyền thắc mắc về Jihoo vắng mặt ở MAMA mà, nhưng Jihoo đã phản ứng thái quá. Không có idol nào lại đi coi thường người quan tâm đến mình như thế. Kết quả là Jihoo đã phải viết một lá thư rất dài để bày tỏ và xin lỗi các fan. Jihoo kể rằng thời gian gần đây cô bắt đầu thấy sợ hãi đám đông vì những tin đồn vô căn cứ, những tiếng la hét khi cô xuất hiện. Sau khi chuyện hẹn hò với Kang Daini bị lộ tẩy thì Jihoo càng hoảng sợ, đến mức trình diễn một ca khúc cũng là chuyện khó khăn. Cô đã phải đến bệnh viện khám và uống thuốc điều trị. Đó cũng là lý do khiến Jihoo không thể xuất hiện nhiều ở lễ trao giải MAMA. Jihoo cũng xin lỗi đã để cảm xúc lấn át lý trí nên mới dùng từ lóng trong cuộc nói chuyện, và cô thật sự hối hận. Jihoo hứa rằng trong tương lai cô sẽ cố gắng mạnh mẽ hơn để vượt qua những tin đồn đang bùa vây xung quanh mình, để mỗi khoảnh khắc ở bên các fan đều là niềm vui và nụ cười. Hy vọng sau bức tâm thư dài của Jihoo, những lời chỉ trích của cô sẽ giảm bớt. Dù sao thì đây cũng là thời điểm vô cùng khó khăn của Jihoo lần Street, khi rất nhiều tin tức bất lợi về nhóm xuất hiện.